Khi mà thế giới con người bối rối, tai họa vây khắp mọi lối, con nhìn lên Chúa, ngượng vọng nơi Chúa, trông đợi giờ Chúa giải cứu tôi. Quyền năng Giê-xu thật lớn thay, Ngài giang cánh tay quyền binh ấy, Ngài mang an ninh đến trên đất này, rồi mọi người muôn dân sẽ biết Chúa này. Ngài là Chúa ngự trên ngôi, ngôi quyền năng Cha đến đời đời. Chúa săn lòng bán cho con người nơi nương náu lưu cần ngay. Ngài là Chúa quyền năng thay, danh Ngài là thật đúng như vậy. Thế giới cần Ngài ngay lúc này hơn bao giờ hết. Chúa ơi xin thương. Khi mà thế giới thật lớn thay, Ngài giang cánh tay quyền binh ấy, Ngài mang an ninh đến trên đất này, rồi mọi người muôn dân sẽ biết Chúa này. Hơn bao.